Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của 7 News. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong ngày chúng tôi vừa cập nhật ngay sau đây. Xe trộn xi măng rơi xuống đồi, cả gia đình hoảng loạn bỏ chạy. Phát hiện thấy chiếc xe trộn xi măng đang lao xuống đồi, cả gia đình hoảng sợ bỏ chạy trước khi chiếc xe đè nát ngôi nhà của họ. Sự việc xảy ra vào 5 giờ sáng ngày 11 tháng 8 gần một công trường xây dựng ở Chiều Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một người đàn ông và một người phụ nữ được nhìn thấy đang chạy trốn khi nhìn thấy chiếc xe trộn xi măng rơi xuống đồi. Theo sau là một người đàn ông khác và đứa con trai 5 tuổi của anh ta. Người cha tên là Luo được nhìn thấy đang tuyệt vọng túm lấy chiếc áo phông của con trai và kéo cậu bé đến nơi an toàn trước khi chiếc máy trộn lao vào nhà của họ. Bốn công nhân xây dựng cuối cùng đã trốn thoát đến nơi an toàn, nhưng theo Luo, tài xế xe tải đã thiệt mạng trong vụ việc. Luo cho biết ngôi nhà của gia đình anh bị hư hại nặng nề và hiện không thể ở được. Anh cho biết thêm, hiện họ đang ở với chú trong khi chờ chính quyền địa phương giải quyết tình hình. Anh nói, con người thật mong manh khi đối mặt với thảm họa. Khoảnh khắc tòa chung cư ở Đài Loan bất ngờ sụt lún một tầng. Theo Straits Times, cảnh tượng sự việc diễn ra như một bộ phim khi tòa chung cư ở Đài Loan rung lên và bị sụt một tầng xuống lòng đất. Người dân sống xung quanh hốt hoảng hô lớn trước sự việc bất ngờ. Các đoạn video quay lại sự việc diễn ra hôm 7 tháng 9 cho thấy tòa chung cư 5 tầng ở khu vực Daji, Đài Bắc biến thành 4 tầng. Ít nhất 4 tòa nhà khác trong khu vực bị nghiêng và nứt. May mắn là không có bị thương vong trong sự việc. Theo Straits Times, sự cố trên dường như cho thấy lỗ hổng trong quy định xây dựng của Đài Bắc dẫn tới một số công ty thi công bỏ qua quy tắc an toàn. Theo đánh giá sơ bộ của chính quyền Đài Bắc, tòa nhà bị sụt xuống lòng đất do có một dự án xây dựng lớn ở gần đó. Các quan chức thành phố cho biết công ty phụ trách Kitai Property đã đào xuống lòng đất sâu khoảng 3 tầng mà không chuẩn bị phần nền móng phù hợp để đảm bảo an toàn. Chuyên gia kỹ thuật dân dụng Shan Hinzu nhận định vấn đề tồn tại ở khâu thiết kế dự án. Công ty có tính đến việc đất ở khu vực Daji rất yếu, giống đất sét mềm không? Ông thắc mắc. Ông Shan nói rằng các báo cáo điều tra địa điểm xây dựng tuy cần thiết cho mọi dự án ở Đài Bắc, nhưng vấn đề ở chỗ chúng thường thiếu sự thông qua của các kỹ sư địa kỹ thuật chuyên nghiệp. Về phần mình, công ty Kitai cho biết họ sẽ nhận trách nhiệm về sự việc và sẽ giúp trả tiền thuê nhà cho những cư dân bị ảnh hưởng, khoảng 25 hộ gia đình trong toàn bộ tòa nhà, trong 3 năm tới khi họ tìm nhà mới. Chủ tịch công ty ông Chen Siming đã xin lỗi trong một cuộc họp báo và từ chức trong vòng một tuần. Nữ bệnh nhân tố bị sàm sỡ ở Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế vào cuộc. Chiều ngày 15 tháng 9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Việt Đức về việc xác minh xử lý thông tin báo chí liên quan đến phản ánh nhân viên chụp X-quang Bệnh viện Việt Đức bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi. Trong công văn do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh ký ban hành nêu, nội dung thông tin trên phản ánh thông tin về hiện tượng nhân viên khoa chẩn đoán hình ảnh bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi vào ngày 9 tháng 9. Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên, xử lý nghiêm đối với cá nhân tập thể nếu có vi phạm. Cùng với đó, công khai kết quả xác minh trên phương tiện thông tin đại chúng, có văn bản trả lời trực tiếp người nhà bệnh nhân và báo cáo nhanh kết quả về Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 9 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ. Trước đó, ngày 15 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ bệnh nhân 16 tuổi bị một nhân viên phòng chụp X-quang tại Bệnh viện Việt Đức có hành vi quấy rối chạm vào vùng kín. Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, ngày 9 tháng 9, bệnh nhân bị tai nạn giao thông và được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Người nhà cho rằng vào khoảng 1 giờ 30 phút trong lúc chụp X-quang, nhân viên tại đây đã có hành vi sàm sỡ chạm vào vùng kín của bệnh nhân. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người nhà bệnh nhân, Bệnh viện Việt Đức đã mời công an địa phương xác minh sự việc. Hiện bệnh nhân cũng đang theo dõi chờ xác minh từ cơ quan chức năng. Ô tô lao vun vút tông vào cô gái đi bộ rồi chạy mất hút. Cô gái đang đi bộ sang đường thì bị ô tô từ phía sau lao tới tông trúng văng vào lề đường. Sau cú tông mạnh, ô tô không dừng lại mà chạy mất hút. Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook về ô tô chia sẻ cho thấy, sau khi bị ô tô tông văng vào lề đường, cô gái đã có thể đứng dậy. Bình luận về đoạn clip, nhiều ý kiến lên án hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đưa ra lời khuyên khi đi bộ qua đường cần chú ý quan sát để tránh tai nạn đáng tiếc như cô gái trong clip. Theo Nghị định 100/2019, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt,
Sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021 quy định người điều khiển xe ô tô nếu gây tai nạn giao thông, không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Về xử lý hình sự, tài xế có thể đối mặt với nguy cơ xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nếu bị xác định hành vi vi phạm pháp luật giao thông dẫn tới tai nạn hậu quả nghiêm trọng. Người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhẹ nhất sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mức phạt tù có thể tăng lên 15 năm tù giam tùy vào trường hợp phạm tội của tài xế. Thủ tướng yêu cầu rà soát phòng cháy chữa cháy chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trước ngày 15 tháng 11. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 825, triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Công điện nêu rõ, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, song một số bộ ngành, địa phương vẫn thực hiện thiếu quyết liệt, nhiều tồn tại hạn chế các nguy cơ cháy nổ còn rất lớn. Đặc biệt khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng, các bộ ngành địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng về phòng cháy chữa cháy. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo các sở ngành tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Mục tiêu để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra, hoàn thành các việc tổng rà soát trước ngày 15 tháng 11. Bộ Xây dựng được giao rà soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ có mật độ người ở cao. Từ đó nghiên cứu sửa đổi bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện sửa quy chuẩn trước ngày 30 tháng 9. Cháy trung tâm tiêm chủng chất lượng cao ở Hà Nội, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Sáng ngày 16 tháng 9, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, trên địa bàn thị trấn Quốc Oai vừa xảy ra vụ cháy trung tâm tiêm chủng chất lượng cao. Cụ thể, khoảng 21 giờ 18 phút tối ngày 15 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai, có địa chỉ tại số 84 đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai. Nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, và sau đó gần 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thống kê của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Quốc Oai, đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Đường dây hoa hậu bán dâm giá 200 triệu hoạt động thế nào? Liên quan đến đường dây hoa hậu bán dâm giá 200 triệu đồng vừa bị triệt phá, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khách mua dâm là những doanh nhân, người có tiền ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo cảnh sát, đường dây môi giới bán dâm này do Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh cầm đầu. Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái mại dâm, nhất là gái mại dâm cao cấp, Liêm và Văn Anh đã móc nối với Đỗ Tiến Hải, 42 tuổi, ngụ Hà Nội, và Bùi Minh Tuấn, 33 tuổi, ngụ Hưng Yên, để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc. Liêm và Văn Anh khai nhận, liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Sau đó, cả hai gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu để gửi cho khách mua dâm, nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm. Theo cảnh sát, đường dây này quy tụ nhiều hoa hậu á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker tham gia bán dâm với giá 45 đến 200 triệu, tương đương từ 2.000 đô la Mỹ đến 10.000 đô la Mỹ. Nếu khách muốn đi tour thì phải trả giá cao hơn. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Cảnh sát cho biết, mỗi lần môi giới các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ cho một lần. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường dây này hoạt động rất kín kẽ. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, họ thường xuyên thuê mướn các căn hộ cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm.
Ngoài ra, nhóm này chỉ môi giới cho những khách quen hoặc được người quen giới thiệu. Khách mua dâm là những doanh nhân, người có tiền ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Công an quận 7 bắt giữ Liêm và Vân Anh. Người đàn ông 20 năm ngủ bên xác vợ và những chuyện rùng rợn chưa từng kể. Ông Lê Vân, 69 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, dị nhân, từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài vì đã khai quật thi hài của vợ lên rồi bỏ vào bức tượng thạch cao để ôm ngủ hàng đêm. Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ nhưng rất nổi tiếng, nằm nép mình bên quốc lộ 14E, cách ngã ba cây cốc khoảng chừng 200m. Ông Vân vẫn còn lưu giữ cẩn thận nhiều kỷ vật của vợ, đặc biệt bức ảnh chụp hai vợ chồng được ông treo trang trọng ngay giữa nhà. Theo ông Vân, hơn 4 năm nay phải ngồi xe lăn do bị đau cột sống, nhưng hàng ngày mình vẫn chăm chút và ôm bức tượng chứa hài cốt của vợ quá cố để ngủ. Đó, vợ tôi đó, trong bức tượng này có hài cốt của bà ấy, nếu không tin thì tôi rạch ra cho xem xương. Suốt 19 năm nay, tối nào tôi cũng ôm bà ngủ cả, không ai ngăn cách được chúng tôi hết. Nói xong, ông Vân điềm nhiên nằm xuống ôm chầm lấy bức tượng. Ông Vân kể, biến cố ập đến vào đầu tháng 2 năm 2003, trong lúc ông Vân đang làm thuê ở Gia Lai, Tây Nguyên, thì nhận tin bà Sang đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Sau một giấc mơ mang màu sắc liêu trai, ông đi đến một ý định điên rồ. Giữa đêm khuya mưa gió, ông âm thầm vác cuốc xẻng ra nghĩa địa đào bộ hài cốt của vợ lên, gói trong bao vải, rồi giấu trong một bụi cây gần khu mộ. Đêm đó quá mệt mỏi, linh hồn tôi đang đi tìm vợ, thì thấy sau lưng mình có Phật bà phù hộ, bên cạnh là cặp voi trắng. Phật bà làm phép đưa tôi lên gần tới cổng trời, thì gặp cặp voi đen phun lửa như hoa đăng, nhưng tôi đi qua thì chúng quay vòi đi nơi khác. Rồi đến một cánh cổng lớn rất đẹp, tôi gặp một vị thần hỏi đi đâu, thì tôi nói đi tìm vợ. Sau đó ông thần vỗ vai tôi và thổi một cái, thì tôi rớt xuống đất, nhưng không phải ở nhà mà ngay ở ngôi mộ của vợ. Từ giấc mơ đó tôi quyết định đào mộ để đưa vợ lên. Ông Vân mông lung nhớ lại giấc mơ kỳ lạ của mình. Thế rồi ông đã bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng có vóc dáng giống như người vợ quá cố của mình. Không chỉ vậy, ông còn mua thêm quần áo, tô son phấn, sơn móng tay chân cho hình nhân vô tri ấy. Sau thời gian thuyết phục đủ đường nhưng bất lực, các con ông Vân cũng đành bó tay, mặc kệ. Còn người dân địa phương thì dường như cũng đã quen dần và quên luôn cả việc phản đối. Người dân khốn đốn sau khi mua tài sản nhà nước, bị hành hung phải nhập viện. Nhiều người dân trong một gia đình tại huyện Thanh Trì đã phải nhập viện để khám sức khỏe sau khi bị hành hung không thương tiếc trong ngay ngôi nhà mà họ sở hữu hợp pháp. Ngày 13 tháng 9, ông Lê Hoàng Sinh ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội cho biết, ông và những người thân trong gia đình đã bị một số đối tượng hành hung trên chính mảnh đất mà ông đã mua từ nhà nước. Cụ thể, ngày 13 tháng 9, ông cùng một số người nhà gồm ông Bùi Đình B, sinh năm 1964, anh Nguyễn Chí L, sinh năm 1992, đến mảnh đất đã trúng đấu giá để dọn dẹp. Mảnh đất này là tài sản mà ông Sinh đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì bàn giao từ ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thửa đất này của ông Sinh có hồ sơ là thửa số 123, tờ bản đồ số 20, diện tích 491,1m2 tại thôn Nguyệt Án, xã Đại Án, huyện Thanh Trì. Tuy nhiên, khi đến mảnh đất đã được bàn giao, ông Sinh thấy cổng ra vào đã bị xây bịt kín bằng gạch. Ông Sinh và người thân đã phải phá một phần tường gạch để vào bên trong. Khi vào bên trong, tôi thấy hiện trường đã bị thay đổi. Nhiều đồ dùng sinh hoạt gồm giường, tủ, ban thờ, tivi, tủ lạnh xuất hiện trong nhà tôi. Vài phút sau khi chúng tôi vào nhà, thì ông Nguyễn Xuân Huệ là con trai của ông Nguyễn Xuân Hộ, chủ cũ của khu đất, cùng nhiều người xăm trổ, mang theo hung khí, gậy gỗ, dao, tấn công chửi bới, đe dọa, hành hung cực kỳ manh động. Ngày 14 tháng 9, ông Lê Hoàng Sinh đã làm đơn trình báo gửi Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát huyện Thanh Trì, Công an xã Đại Án về sự việc nêu trên. Liên quan đến sự việc gia đình ông Sinh bị hành hung, ngày 15 tháng 9, một đại diện Công an xã Đại Án cho biết, Công an xã Đại Án đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Hoàng Sinh, hiện đã xác minh và báo cáo Công an huyện Thanh Trì. Ông Đoàn Ngọc Hải cưu mang nam shipper cứu 10 người trong vụ cháy, mở ra tương lai tốt đẹp. Mới đây, người đàn ông từ thiện này đã xác nhận sẽ cưu mang nam shipper đã dũng cảm lao mình vào biển lửa cứu 10 người trong vụ cháy chung cư. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải viết, tôi đưa cháu Nguyễn Đăng Văn, người đã cứu 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini vừa qua,
đi ăn tối với hai nhà vô địch cự ly chạy bộ 42,195 km là Hoàng Nguyên Thanh và Bùi Thế Anh. Cháu Văn đã đồng ý vào Sài Gòn sống với gia đình tôi. Cháu sẽ học đại học và bắt đầu bước vào môn chạy bộ 42,195 km dưới sự hướng dẫn của hai nhà vô địch. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cháu Văn. Tất cả mọi người đều muốn cháu được tốt đẹp hơn trong tương lai. Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã từng ngỏ ý muốn hỗ trợ anh Nguyễn Đăng Văn. Ông hứa sẽ tặng cho anh Văn chiếc xe máy mới nếu chẳng may chiếc xe hiện tại của anh bị mất cắp. Bên cạnh đó, ông cũng ngỏ ý rằng muốn Văn lái xe cho gia đình ông, muốn Văn có một công việc phù hợp với trình độ của mình hoặc muốn được đào tạo để anh có cơ hội việc làm tốt hơn. Ông sẵn lòng muốn được hỗ trợ cho chàng trai trẻ này. Ông Hải khẳng định rằng vì tôi tin lý lịch của em này trên cả tuyệt vời. Cuối cùng, sau một ngày cân nhắc, ông Đoàn Ngọc Hải và Nguyễn Đăng Văn đã gặp nhau ở Hà Nội. Được sự đồng ý của anh Văn, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ đón anh vào thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ cho tương lai của anh. Trước hành động nhân văn của ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều người đã để lại bình luận. Tuyệt vời bác Hải ơi, bạn Văn sẽ sớm có bước đệm tốt hơn để hướng tới tương lai rộng mở phía trước. Làm việc gì có tâm thì kết quả luôn xứng đáng. Chúc mừng em Nguyễn Đăng Văn, chúc em những ngày tiếp sau sẽ bớt vất vả hơn. Anh Hải rất kịp thời tôn vinh gương người tốt. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.